Vâng, đồng hồ cổ Hùng Dương. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em có một chiếc đồng hồ Silava 27 chân kính. Đồng hồ với size mặt là 38mm, vỏ toàn thân được bọc vàng. Chiếc này thì bọc vàng AU10 các bác. Đó. Một chiếc Silava mặt huyết dụ chảy tia. Đó. Chiếc mặt rất là đẹp các bác ạ. Tình trạng đồng hồ là zin nguyên bản. Chiếc này thì được thiết kế độc đáo bởi cái niềng nó là niềng kẻ chỉ các bác nhé. Tất cả cái niềng bên ngoài niềng kẻ chỉ hết. Đó. Lịch bơm. Đó. Khá là ok. Sử dụng của máy 27G Automatic. Đó. Đấy là thép trắng. Đó. Số CD rất là đẹp các bác ạ. 888609. Đó. Tình trạng của vỏ nó khá là ok. Giá rất là hợp lý cho anh em chơi thôi. Chiếc Silava này mặt viết sụi này, bác nào mệnh hỏa thổ thì rất là ok các bác. Đó. Vậy bác nào quan tâm sản phẩm đồng hồ Silava Automatic của Liên Xô thì liên hệ Facebook Zalo số thằng em là 0969966612. Vâng, em xin dừng video đây. Cảm ơn tất cả mọi người xem video này.